Đây là những cây bí ngòi mà mình đã trồng hồi mùa trước. Hello, cảm ơn cả nhà đã quay trở lại với Bạch Tuyết Channel Cuộc Sống Mỹ. Hôm nay mình tiếp tục ra vườn trồng thêm một loại rau củ nữa, đó là bí ngòi. Mời cả nhà cùng trồng bí ngòi với mình nha. Thì mình cũng đã chuẩn bị đất sẵn rồi. Và ở đây mình có mấy cây bí ngòi mà mình đã tự ươm hột. Bây giờ nó đã lên cho ra lá thật rồi. Nên mình phải trồng nó vào trong chậu, hoặc là mình trồng trong hộc hoặc ngoài đất cũng được nha. Ở đây mình có bí ngòi và bí sợi. Bí ngòi tiếng Anh gọi là zucchini, còn bí sợi gọi là spaghetti squash. Đối với những loại rau củ mà mình ươm ở nhà, trước khi mình trồng thì mình nên đem ra ngoài bóng râm, mình phơi nắng khoảng 2-3 ngày cho nó quen nắng rồi mình mới trồng nha. Đây là bí ngòi xanh đen, tiếng Anh gọi là black zucchini, cho ra trái rất là to nếu mà mình chăm sóc đúng cách. Một trái của mình là ăn cả gia đình luôn nha, nhưng mà bên trong vẫn non và ngọt, đặc biệt là mình hái vô mình xào ăn liền. Bí ngòi thì có nhiều loại khác nhau. Năm trước mình trồng màu vàng, tiếng Anh gọi là yellow zucchini squash. Đây các bạn thấy không, mình trồng ở trong chậu mà cho ra trái cũng rất là to và nhiều trái nha. Với mình thì mình thích trồng trong chậu hơn tại vì mình không có chỗ. Còn nếu các bạn có chỗ rộng thì mình trồng ở dưới đất cũng được, tại vì cái tán của bí ngòi nó rất là rộng và lớn nha. Năm trước mình trồng có 3 cây bí ngòi thôi mà nó chiếm hết một cái hộc của mình luôn đó. Bí ngòi mình thích nhất là xào tỏi. Xào tỏi ăn ngon và ngọt giống như bầu xào vậy đó các bạn. Đây là những loại đất mà mình hay dùng trong vườn của mình để trồng rau củ, trong chậu hoặc là trong hộc. Hôm nay mình sẽ trộn đất là 3 phần potting mix, 1 phần raised bed and potting mix. Các bạn không muốn trộn đất lại giống như mình cũng được, thì mình dùng potting mix thôi cũng đủ rồi nha. Thì đây là organic nè, mình quay luôn. Nếu mà các bạn nào muốn trồng organic thì trồng loại này mình thấy rất là tốt. Còn đây là blood meal và bone meal, lúc nào mình cũng có trong vườn của mình để dùng trồng cho cây ăn trái và rau củ rất là tốt. Blood meal thì giúp cho lá phát triển tốt, còn bone meal thì giúp cho bộ rễ phát triển nhanh và cho ra bông. Thì đất và phân mình có thể mua ở Home Depot hoặc là Be Green Recycling and Supply. Mình thích mua blood meal và bone meal ở Be Green, nó rẻ hơn Home Depot. Giờ mình sẽ trộn và làm tơi xốp đất. Bí ngòi thì thích nắng nha, nên mình chọn vị trí nắng nhiều. Nếu các bạn trồng ngoài đất thì mình nên trồng xa xa ra một chút, tại vì cái cây bí ngòi nó cái tán nó rất là rộng. Còn mình thì mình muốn trồng xa cũng không có chỗ, cho nên mình trồng gần gần với nhau. Rồi tới lúc đó mình sẽ tỉa bớt những cái lá già mình bỏ thì cũng ok. Và trước khi mình trồng mình cũng tưới đất cho thật là ướt nha. Khi mình tạo lỗ cho cây bí ngòi xong thì mình cho vào đây một muỗng ăn canh bone meal và một muỗng ăn canh blood meal trước khi mình đặt cây bí ngòi xuống.
Khi mình lắp đất lại thì mình nhớ lấy tay mình đè đất cho thật là chặt và dẻ xuống để cho rễ nó phát triển dễ hơn và bám chặt vào đất nha. Và sau khi trồng xong thì mình dùng một cái chiếc đũa hoặc một cái tre mình hỗ trợ thêm, mình buộc vào cho nó để lỡ có gió hoặc là mình bưng nó đi chỗ khác thì nó sẽ không có bị động cái rễ cây của mình. Khi mình thấy cây bí ngòi của mình có lá già vàng như vậy thì mình cắt mình bỏ đi nha, để nó tập trung dinh dưỡng nuôi cho những cái lá khác. Và vậy là cây bí ngòi của mình đã xong. Khi tưới nước các bạn nhớ là đừng bao giờ tưới nước thẳng trực tiếp lên cây bí ngòi, tránh không được để ướt cái thân và lá thì càng tốt. Tại vì bí ngòi dễ bị bệnh nấm trắng khi mà các bạn tưới trực tiếp vào nha. Khi mình trồng bí ngòi xong mà lỡ ngày mai có trời mưa lớn hoặc là nắng nóng quá thì mình nên đem những cái cây bí ngòi mình vào trong bóng râm nha. Đừng có để nó bị sốc nắng hoặc là sốc mưa. Thì vài ngày thôi thì bí ngòi nó cũng sẽ quen với môi trường mới. Đặc biệt là bí ngòi mình thấy rất là dễ trồng nha. Cho ra bông sớm và trái sớm hơn là những cái loại bầu bí khác. Và mình xin dừng video tại đây. Khi cây bí ngòi lớn lên cần bón thêm phân và tỉa lá hoặc là chấm bông thì mình sẽ chia sẻ với cả nhà về video đó khi cây bí ngòi của mình lớn lên nha. Một lần nữa xin chân thành cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều đã luôn thương yêu và ủng hộ mình trong suốt thời gian qua. Nếu các bạn mới đến kênh của mình thì mình cũng rất là vui khi được các bạn đến với kênh mình nha. Và nếu được thì xin các bạn hãy tặng mình một like, một share và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Và nhớ bấm chuông để nhận được thông báo mỗi khi mình có video mới ra. Cảm ơn cả nhà mình rất là nhiều. Chúc cả nhà luôn được nhiều sức khỏe, bình an và thành công trong công việc. Xin hẹn gặp lại với cả nhà video tiếp theo. Bye bye! Thank you.